Phút thứ 60 trong trận đấu giữa Việt Nam và UAE tại lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ hai, khi ấy tỷ số đang là 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Ai cũng nghĩ đến một thất bại với cách biệt đậm nhất của đội bóng áo đỏ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù đã cầm chắc tấm vé đi tiếp, nhưng không đồng nghĩa các tuyển thủ của chúng ta được phép buông xuôi. Dù có thể khó lòng lật thế cờ, nhưng ít nhất chúng ta vẫn phải chiến đấu đến phút cuối cùng để tìm kiếm bàn thắng danh dự, để có thể rời Rabel trong tư thế ngẩng cao đầu để đáp lại phần nào niềm tin và sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà. Trong nỗ lực xoay chuyển thế trận, Trần Minh Vương đã được ban huấn luyện tin tưởng. Anh vào sân thay cho Nguyễn Hoàng Đức, một tiền vệ đã chơi không thực sự ấn tượng trong suốt gần một giờ đồng hồ có mặt ở trên sân. Nói lại một chút về quá khứ, trước khi được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu rạng sáng ngày hôm qua, dấu ấn của Minh Vương trong màu áo đội tuyển quốc gia là gì? 11 phút thi đấu tại vòng 18 Asian Cup 2019 trong trận thắng Jordan của đội tuyển Việt Nam. Ở loạt đá luân lưu ngày hôm ấy, cú sút 11m của số 14 bên phía đội bóng áo đỏ đã bị thủ thành Amr Safi ôm gọn. Tiếp theo là 44 phút có mặt trên sân ở thất bại của đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết Kings Cup 2019. Đúng là ở AZ 2018, Minh Vương đã thực hiện cú sút phạt thành bàn vào lưới Olympic Hàn Quốc trong thất bại 1-3 của Olympic Việt Nam ở trận bán kết, nhưng xin được nhắc lại là chỉ xét riêng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chưa kể Minh Vương cũng hỏng ăn ở loạt đá luân lưu của mình khiến Olympic Việt Nam nhận thất bại trước Olympic UAE ở trận tranh hạng 3 và không thể giành huy chương đồng. Quay trở lại ngày 16 tháng 6 năm 2021, Minh Vương chỉ còn khoảng hơn nửa giờ đồng hồ để thể hiện mình, tức là ít hơn thời lượng có mặt trên sân của cầu thủ quê Thái Bình ở King Cups, đối thủ lại một lần nữa là UAE. Nhưng nhìn cái cách mà số 11 của đội tuyển Việt Nam thi đấu, người ta nhận thấy rằng Minh Vương chẳng hề quan tâm tới việc đây là một đối thủ mà anh đã từng đá hồng 11m. Vương vào sân và chơi như thể anh chưa bao giờ được đi đá bóng vậy. Ngôi sao thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai không phải là mẫu cầu thủ quá mạnh về thể lực, nhưng anh vẫn liên tục chạy, di chuyển linh hoạt, cơ động và không ngừng hỗ trợ cả hàng phòng ngự lẫn tấn công. Sự xông xáo, năng nổ, quyết liệt, máu lửa và tinh thần chiến đấu của Minh Vương là điều mà hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam thiếu kể từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Phút thứ 62, Minh Vương có cơ hội đầu tiên để gây ấn tượng với người hâm mộ. Nhưng trong tình cảnh bị áp sát quá nhanh, cú sút của số 11 không thể khiến thủ thành Ali Khawsif phải đổ mồ hôi. 2 phút sau, Vương có khoảng trống để thực hiện cú sút trong vòng cấm đối phương, mà pha bắt vô lê của cầu thủ quê Thái Bình lại đưa trái bóng đi vọt thẳng lên trời. Xen giữa hai tình huống ấy là một pha phạm lỗi khá thô với Mahmoud Khamid. 4 phút đầu tiên sau 2 năm không thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, Minh Vương chỉ có 2 cú dứt điểm đi không trúng khung thành UAE và một pha phạm lỗi. Thời gian cho Vương vốn đã không nhiều, nay lại còn ít hơn. Tới phút thứ 67, Minh Vương thực hiện pha chọc khe thuận lợi để Nguyễn Tiến Linh thoát xuống đón bóng. Nhưng cú sút của tiền đạo mang áo số 22 đã bị Walid Abbas cản phá và đường kiến tạo đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia của Minh Vương vẫn chưa đến. Phút thứ 83, Vương chỉ còn 7 phút để thể hiện bản thân mình. Nếu không kịp để lại dấu ấn trong trận đấu này, thì thử hỏi nếu bạn không phải là một fan hâm mộ của Hoàng Gia Lai, nếu bạn không phải là một người thân hay một người đồng hương Thái Bình của Minh Vương, thì thử hỏi bao nhiêu người có thể nhớ được Vương được lên tuyển ở đợt triệu tập lần này. Chắc chắn Minh Vương sẽ bị lãng quên như ở Kings Cup 2019. Vương hiểu được điều đó và vẫn cố gắng hết mình. Điều đó thể hiện ở thái độ thi đấu, ở từng bước chạy và cả nét mặt của Minh Vương. Ở mùa giải năm nay, cầu thủ 26 tuổi đã và đang trình diễn phong độ thăng hoa trong màu áo Hoàng Gia Lai. Chắc chắn Minh Vương đã chờ ngày anh được quay trở lại đội tuyển quốc gia từ lâu lắm rồi. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Vương đã được đền đáp ở phút 84. Bật tường 1-2 với Nguyễn Quang Hải, bỏ lại hai cầu thủ UAE sau lưng, Minh Vương tung ra đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương cho Tiến Linh. Lần này thì chân sút 23 tuổi đã không phụ lòng tin của người đàn anh. Đó là pha kiến tạo đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia của Minh Vương. Nhưng Vương đang làm gì thế? Vì sao anh không ăn mừng dù mình là người vừa kiến tạo bàn thắng danh dự cho đội tuyển Việt Nam? Ngay sau khi Tiến Linh lập công, Minh Vương chạy một mạch đến mảnh lưới đối phương để lấy quả bóng, rồi di chuyển thật nhanh về lại vạch giữa sân để trọng tài có thể cho hai đội giao bóng và trận đấu sẽ được tiếp tục. Trên đường đi, Minh Vương không quên thúc giục các đồng đội tiếp tục tập trung thi đấu. Vương vẫn chưa muốn dừng lại, dù cho anh chỉ còn hơn 6 phút. Phút thứ 88, cú đá phạt góc của Quang Hải đưa quả bóng tìm đến vị trí của Minh Vương, nhưng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là cú giữ người của số 11 đã giúp anh có thể ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nếu không tính thời gian bù giờ thì Vương chỉ còn 2 phút. Nhưng có vẻ dù cho trận đấu chỉ còn một tích tắc thì anh vẫn sẽ phấn đấu hết sức mình. Minh Vương trân trọng, chắt chiu từng phút giây mình có mặt ở trên sân để cố gắng thể hiện mình. Thế rồi món quà của định mệnh cũng đã được trao cho người xứng đáng nhận được nó. Phút thứ 90+3, hay nói đúng hơn là phút bù giờ áp chót, Phạm Đức Huy đặt Minh Vương vào tư thế đối mặt với thủ môn Khasip.
Đương nhiên, một cầu thủ nâng niu những giây phút hiếm hoi mình được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, một cầu thủ luôn luôn khát khao và quyết tâm cống hiến cho tổ quốc thân yêu đã không thể bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này. Bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, pha kiến tạo đầu tiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia ở một giải đấu lớn, Minh Vương đều đã làm được sau chỉ hơn 30 phút thi đấu. Nhưng tại sao Vương vẫn chưa muốn ăn mừng vậy? Ngay sau khi trái bóng lăn qua vạch vôi khung thành UAE, Vương đã lập tức yêu cầu người đứng gần đó là Quang Hải và nhanh chóng nhặt lấy bóng. Ngay khi số 19 còn chưa kịp làm điều đó thì Vương đã lao tới, ôm chặt trái bóng và chạy thẳng về vạch giữa sân. Minh Vương còn muốn làm gì nữa đây khi anh đã là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía đội tuyển Việt Nam, dù cho Vương chỉ có mặt trên sân hơn nửa giờ đồng hồ. Sau khi Vương vào sân, hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều. Tuyến giữa của chúng ta bắt đầu cầm được bóng và từng bước lấy lại thế trận để triển khai tấn công. Cũng nhờ có sự xuất hiện trong hơn 30 phút cuối của Minh Vương mà những đường lên bóng của tuyển Việt Nam trở nên sáng nước, mạch lạc và có thể gây ra nhiều sát thương hơn. Từ chuyền bóng, di chuyển, chạy chỗ, đánh chặn, thu hồi bóng, tranh chấp, pressing, Minh Vương không bỏ qua bất cứ một công việc nào của một tiền vệ trung tâm. Trong một ngày mà những ngôi sao như Đỗ Hùng Dũng hay Nguyễn Tuấn Anh đều phải đóng vai khán giả bất đắc dĩ, thì Minh Vương đã trở thành điểm sáng hiếm hoi nơi hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Có thể nói, quyết định tung cầu thủ mang áo số 11 vào sân của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam là bước ngoặt lớn của trận đấu. Trận đấu này và trận bán kết ASEAN 2018 có lẽ là hai trong số những trận đấu khó khăn nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta đánh mất thế trận, quyền kiểm soát bóng và gần như không thể triển khai bóng. Nhưng ở cả hai trận đấu ấy thì Minh Vương, một cầu thủ hiếm khi được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, đã để lại những dấu ấn vô cùng rõ nét. Ở Indonesia cách đây gần 3 năm là một siêu phẩm đẹp mãn nhãn, một đường cong tuyệt mỹ từ chấm đá phạt hàng rào trong 45 phút có mặt ở trên sân. Trên đất UAE rạng sáng ngày hôm qua là một bàn thắng và một đường kiến tạo dù cho Minh Vương còn thi đấu ít hơn gần 10 phút. Vậy mà Minh Vương còn chẳng an mừng. Trận đấu chỉ còn hơn 1 phút là sẽ khép lại. Mọi thứ đã an bài nhưng Vương vẫn muốn mang về tỷ số hòa cho đội tuyển Việt Nam. Nhìn vào thái độ thi đấu của Minh Vương, người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và một trong số đó, người ta cảm thấy thương cho sự mẫn cán của cầu thủ này. Thương không phải vì Vương đáng thương mà sự bi tráng trên nét mặt của anh vì sự từng trải của một cầu thủ đã từng hai lần vấp ngã trên chấm đá luân lưu và luôn chiến đấu với hơn 100% sức lực trong từng phút, từng giây có mặt ở trên sân. Vương chiến đấu hết mình, như thể anh muốn tạ lỗi với tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với UAE. Khó có thể nói rằng Minh Vương sẽ chiếm được suất đá chính ở một hàng tiền vệ vốn đã quá chật chội với hàng tá ngôi sao của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chắc chắn Minh Vương xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn so với những gì anh đã phải trải qua. Đó là nửa cuối năm 2019, cả năm 2020 không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Đó là hai lần không được tung vào sân trong trận đấu với Indonesia và Malaysia. Đặc biệt là chiến thắng 4-0 trước Indonesia, khi đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước với tỷ số lên tới 4-0 sau phút 74, nhưng Minh Vương vẫn không được thử sức. Ở V-League 2021, Vương đã quay trở lại một cách mạnh mẽ sau năm 2020 đáng quên vì những chấn thương. Còn ở vòng loại World Cup 2022 trên đất Dubai, Minh Vương tiếp tục trình diễn sự trở lại đầy ấn tượng sau 2 năm không được khoác áo đội tuyển quốc gia ở một trận đấu chính thức. Trong bài thơ Dục Dã, cố nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết một câu thơ rất nổi tiếng: thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. 30 phút của Minh Vương trong trận đấu với UAE là 30 phút huy hoàng. 30 phút trong cả một giải đấu là quãng thời gian rất ít đối với một cầu thủ. Nhưng chắc chắn những phút huy hoàng của Vương sẽ không chợt tắt. Với những gì đã thể hiện, cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn, Minh Vương cũng sẽ không phải buồn le lói suốt trăm năm.